mà đéo thấy mặt mà mất luôn địt mẹ. À, mới nhắc xong kìa. Coi này nó nhảy vào đầu tiếp nè. Đâu? Thôi đừng mà đeo quần xá lên. Đâu bay lên. Đây đưa 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 một cái này. Rồi đến lượt tao muốn muốn thăm một tún. Đi đi mấy cái đung bây giờ nhàn ghê. Lớn nhau ra nó lên nhau thì có hai. Số 1 nó vô nhau nè, nó đứng ở trong rồi. Gặp đám to nữa đéo đéo thèm nữa mà không không sợ cả hết luôn. Đúng mà tao bấm quay lại mấy chủ. À tên thử sửa cái vũ khí này để con mua. Đồ có cái sửa tất cả luôn nha. Đéo con búa luôn mày. Ngon đủ à, tốn 65 bạc. Thánh Hoàng 38 bạc. Ê địt vậy. Cái gì á tốn lắm á nha. Má để tao coi thử búa bán một cục bao nhiêu. Không. Tao nó tính búa thường cơ. Sửa 60 bạc cùng 10. Đấy là test không. Muốn lừa hôm bữa thằng nào kêu rồi mát sửa. Amara mà solo được. Solo được thì tao mày đi sửa ba. Mát cái dây nó mà không nối là chết chắc luôn đó con. Nó cứa máu mày hút máu được nhưng mà về sau thì mình chết. Như là 300 ngàn, 400 ngàn gọi đó. 400-500 ngàn. Mà được gì ngon hết, nào đi chỗ nào cũng nhiều hết. Sao được mỗi thằng một màu đâu, vậy là cái cuối cùng phải xe 3 à? Lúc đầu xe là sẽ xe 2, xong lúc sau sẽ là xe 3. Ừ đúng rồi, à không, đúng rồi, không, xe 3 lần, xe 3 lần, lần đầu mình sẽ xe 2 người, lần 2 sẽ xe 1 người, lần 3 xe 3 thằng luôn. Lúc đó mình sẽ có 3 màu. Hai người thì một xanh một đỏ. Ờ ừ, đúng rồi. Trong là chia ra đến mini cái thằng vừa vừa tăng vừa đến mini là ngồi nhất. Ừ, mà công nhận kỹ năng BBB BB nó cao. Một một nó cũng cao nó nhưng mỗi tội đi đến 66 luôn thì nhiều bò. Nó đéo biết gọi là tem buộc gì hết, đéo biết hỗ trợ được. Má mỗi full level cho là có 2. Về đi sao sao ta đâu đủ nó đâu. Bữa lại mà đánh đông nhau ở ngoài đồng lên thành nó khác hẳn sao sao mà. Nó có bút thân thiên nó hồi nó câu giờ xin mà. Thank you.
Để đi ta coi thử cái mic thứ hai của nó rồi. Ê nhớ CC nha mày. Thì như tao nhớ là mày có một cái xe tún đó đúng không? Ăn lộn rồi. Không kịp. Nó lại ném tao vô tường. Quá. Đúng. Cái gì đây? Địt mẹ ơi, xem. cái đéo gì đây, quên bảo mày tăng được á. Má mà dù nó không có bánh thì mày cũng đéo có mẹ xe tạ CC thay hai cái CC một lốc phế với liền quýt mẹ quá lốc. Thấy rồi đã vậy là còn nhiều CC hơn trước đấy mày. Nó thêm CC và mà thêm chiếu ấy. Một cái RB nha, cái hai nha, hai cái một, một cái ba, thêm cái ngủ liên kết, rồi thêm cái hút nữa. Đấy, nhiều đó nó nhét hết, có bao nhiêu CC nó nhét hết vào mẹ rồi. Căn bản nó không có tiêu sốc đam, tiêu sốc đam này phải có 3 nổi năng bao hồn xem. Nhục ít nó chồng lần này, xe chồng lần bên nhịp kiếm chồng lần này. Thôi bỏ đi mà. Ôi, rồi kìa. Nó là chuẩn bị ôm tay ra rồi, để hất tung tầm. À rồi, e combo. Cái con này có cái cơ chế hay nha, nữa bị hất tung nó e combo vui vẻ liền. Còn có một cái CC à. Cẩn thận bom nổ. Lâu thắng.
không? Ê con nhìn cái xác chết kìa, để nó nhe răng ghê mấy lần. Đâu cho mày biết chứ. Giờ sao ta bàn lại là lúc mà vào mét thì một ép nha, còn mà cái sóng kia thì từng né. Rồi mày xếp thắng hàn để tao block. Stun không? Mày quăng thật. KD tao KD không được. Stun đi. Quăng con thật luôn nào. Quăng đi. Lờ. Quên mất nó quạt 3 cái. Mới có mấy ngày đéo xăng. Xếp thêm một đường đi cho dễ block. Cho nó nhảy vào người tao cái. Nhảy vào người tao được block không được. Còn nó đi luôn rồi mày. Rồi ok. Lồn rồi. Đồ má tao bị dính mực, tao đeo thấy mày hết địt mẹ. Rồi đồ má, tao nghĩ lên reset mày ơi. Rồi reset đi, đồ má, sao vừa rồi tao vừa lóc lỗi. Không biết nó kiểu như tao đi lui á, xong cái đằng trước không dính mà đằng sau nó lại dính đúng không được nè mày. Ôi đủ má, tao quên để ý cái tay lên địt mẹ. Không, tại trước khi nó quạt cái này là mày phải coi nó quạt bên tay trái bên tay phải cơ. Mà cái này thì tao lại chưa quen. Ừ. Thôi thôi lật quăng xíu đi mày. Quán đồ. Cái gì mà tao nghĩ nó cắn tao mày. Để như block vậy. Lộn mít mẹ rồi. Thank you.
biết xoay video không mày? Đi đi qua bên kia, đi qua tay trái, tay trái, tay trái, không phải tay phải. Anh lồn rồi. Đi 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 ngược ngược chiều, đừng má không con nó phan vào tao đau địt mẹ. Kẹt cái bùa lắm. Nó còn hồi máu nữa kìa. Thôi tao nghĩ vậy nè, đừng má không không cần phải đợi nó bay vào cánh mình đâu. Rồi xong, xin xin được.